Ngày 3 tháng 5, tổ công tác của tỉnh ủy, huyện ủy do đồng chí Lưu Văn Dũng, tỉnh ủy viên, giám đốc sở Lao động, Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi dự sinh hoạt tại thôn Kim Sa, xã Vĩnh Ninh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Phương Nam, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo phòng văn hóa, thông tin huyện, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ninh. Chi bộ thôn Kim Sa hiện có 32 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ thôn Kim Sa đã thông tin đến đảng viên những nội dung về các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng tư của chi tri bộ, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2024. Các đảng viên trong chi bộ đã thảo luận, thể hiện tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao, tập trung vào các nội dung giao thông nông thôn, ô nhiễm môi trường, nước thải chăn nuôi, nguồn vốn vay giải quyết việc làm. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lưu Văn Dũng tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian tới, tri bộ cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt tri bộ, các nghị quyết của tri bộ ban hành đảm bảo sát thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của thôn thực hiện tốt các nhiệm vụ, quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên, xây dựng tri bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục mở rộng dân chủ tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phân công nhiệm vụ quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi làm ăn xa.